Tiên đế vô thượng, tập 44. Vừa dứt lời, cửa phòng VIP tự động mở ra. Nguyên Tu thu lại nụ cười trên môi và ánh mắt cao ngạo, đến trước mặt Vương Thành Nhân, cất giọng cung kính. Vương đại sư, tên nhóc Trịnh Sở chạy rồi, nhưng tôi đã bắt được vợ của hắn đến đây. Vương Thành Nhân nghe lời của Nguyên Tu, nhìn Kỳ Phong đạo nhân và Hứa Thanh Vân phía sau Nguyên Tu cười ha hả. Nhan sắc của vợ Trịnh Sở cũng rất đẹp đó. Nguyên Tu nghe thấy lời của Vương Thành Nhân lập tức nói, nếu Vương đại sư thích, bây giờ chúng tôi sẽ lui ra ngoài để ông hưởng thụ. Cút! Vẻ mặt Vương Thành Nhân lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn hét giúp Nguyên Tu mau chóng cút ra ngoài. Nguyên Tu đâu dám nói gì, lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hứa Thanh Vân cảm nhận được ánh mắt ẩn chứa sức mạnh kinh người của Vương Thành Nhân, tim đập thình thịch vô cùng nhanh. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi khó hiểu bao trùm toàn thân, khiến cả người cô cứng đờ, ngay cả dũng khí động đậy cũng không có. Kỳ Phong đạo nhân thấy Vương Thành Nhân cứ mãi ngắm nghĩa sư mẫu của mình, lên tiếng: Vương đại sư, mấy năm nay ông đều ở trong núi cao rừng sâu, sao vừa xuống núi đã đột ngột đến gây chuyện với sư phụ tôi chứ? Vương Thành Nhân nghe thấy lời của Kỳ Phong đạo nhân, thu hồi ánh mắt từ trên người Hứa Thanh Vân, nhìn Kỳ Phong đạo nhân. Kỳ Phong đạo nhân của núi Long Hổ, không ngờ ông đã già như vậy rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông còn là tiểu đạo sĩ 15 tuổi. Kỳ Phong đạo nhân thấy Vương Thành Nhân không trả lời câu hỏi của mình, cũng không truy hỏi tiếp, cười ha hả. Ngày tháng như thoi đưa, chớp mắt tôi đã là đạo sĩ già hơn 50 tuổi rồi. Vương Thành Nhân cũng bật cười. Qua 50 năm nữa, ông cảm thấy mình còn có thể sống tiếp hay không? Sống chết có số, chết thì chết. Chẳng lẽ tôi còn có thể theo đuổi trường sinh hay sao? Kỳ Phong đạo nhân cất giọng nghiêm túc, không thể hiện nỗi sợ hãi trước mặt Vương Thành Nhân. Vương Thành Nhân vẫn cười, có thể theo đuổi trường sinh như tôi, tại sao không theo đuổi chứ? Ông ta nói xong câu này, ánh mắt nhìn sang Hứa Thanh Vân, lạnh giọng nói, Trịnh Sở đang ở đâu? Không nói, đừng trách tôi giết cô. Khi Hứa Thanh Vân đối diện với Vương Thành Nhân, cơ thể run lên dữ dội, giống như có một tòa núi đè lên trên người. Cô nhỏ giọng lên tiếng, tôi không biết anh ấy đi đâu. Mặc dù Hứa Thanh Nhân Vân biết thì cũng tuyệt đối không nói ra. Vương Thành Nhân nghe xong lời của Hứa Thanh Vân, tay phải vung lên tấn công vào hư không. Hứa Thanh Vân đã không biết Trình Sở ở đâu thì không cần thiết phải sống tiếp. Khi một quyền của Vương Thành Nhân chỉ cách Hứa Thanh Vân nửa mét, Kỳ Phong đạo nhân tung người nhảy lên chặn phía trước Hứa Thanh Vân. Ầm! Kỳ Phong đạo nhân chịu một quyền của Vương Thành Nhân thi triển ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuốm đỏ cả nền nhà. Vương Thành Nhân nhìn thấy hành vi của Kỳ Phong đạo nhân, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Kỳ Phong đạo nhân, chẳng lẽ ông thích cô gái này sao? Kỳ Phong đạo nhân nghe thấy lời của Vương Thành Nhân, cất giọng nghiêm túc. Đây là sư mẫu của tôi, làm sao tôi có thể để ông giết hại tại đây chứ? Sư mẫu của ông? Vương Thành Nhân nghe thấy Kỳ Phong đạo nhân nói vậy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Phong đạo nhân thấy Vương Thành Nhân ngẩn người, lên tiếng giải thích. Trịnh Sở là sư phụ của tôi, Hứa Thanh Vân là sư mẫu của tôi. Kỳ Phong, ông đã từng tuổi này rồi lại nhận một tên nhóc làm sư phụ. Làm sư phụ, có phải là ông già rồi nên hồ đồ hay không? Vương Thành Nhân nhìn Kỳ Phong đạo nhân nói như đang nghe một chuyện cười lớn. Kỳ Phong đạo nhân không để ý tới điều cười chế giễu của Vương Thành Nhân, nghiêm túc nói, tôi có hồ đồ hay không cũng không liên quan đến ông. Ông chỉ cần biết ông giết sư mẫu tôi thì sẽ không có lợi cho ông. Chỉ có giữ cô ấy lại mới có thể khiến sư phụ tôi xuất hiện, không phải sao? Ông ta thực sự lo sợ Vương Thành Nhân xuống tay với Hứa Thanh Vân. Nếu Vương Thành Nhân thực sự ra tay giết Hứa Thanh Vân, thì cho dù Kỳ Phong đạo nhân liều mạng dốc toàn lực cũng không thể cứu Hứa Thanh Vân, mà mình cũng sẽ chết ở đây. Vương Thành Nhân nghe xong lời giải thích của Kỳ Phong đạo nhân, cảm thấy Kỳ Phong đạo nhân nói cũng đúng. Nếu giết Hứa Thanh Vân thì sao Trình Sở có thể xuất hiện, chắc đã phải chạy thật xa rồi. Cho dù Vương Thành Nhân có lòng tin sẽ bắt được Trình Sở, cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Vương Thành Nhân bèn cười ha hả, được như vậy thì tôi sẽ bắt cô ta, đợi tên nhóc Trình Sở xuất hiện. Ông ta nói xong còn nói tiếp, tôi cho hắn một tuần, lúc đó nếu hắn vẫn chưa xuất hiện, tôi sẽ cho cô ta chết nhục trước mặt mọi người. Vừa dứt lời, liền có một võ giả áo đen đi vào, ra ý bảo Hứa Thanh Vân và Kỳ Phong đạo nhân đi theo hắn. Sau khi Hứa Thanh Vân và Kỳ Phong đạo nhân bị võ giả áo đen đưa đến phòng VIP bên cạnh phòng của Vương Thành Nhân,
Kỳ Phong đạo nhân nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Vân, lên tiếng hỏi: "Sư mẫu, sư phụ đi đâu rồi?" Ông ta hỏi xong câu này, thấy Hứa Thanh Vân không nói gì, vẻ mặt thẫn thờ. Kỳ Phong đạo nhân tiếp tục truy hỏi: sư mẫu không gọi sư phụ đến, mấy ngày nữa sẽ chết ở đây thật đấy." Hứa Thanh Vân nghe thấy chữ chết mới hoàn hồn trở lại. Cô nhìn Kỳ Phong đạo nhân, biết lần này nếu không có Kỳ Phong đạo nhân giúp đỡ thì cô đã chết rồi. "Tôi không biết Trịnh Sở đang ở đâu, ông bảo tôi đi tìm đâu chứ?" Giọng Hứa Thanh Vân rất bình thản, dáng vẻ như xem thường sống chết. Cô thật sự không biết bây giờ Trịnh Sở đang ở đâu, kể cả biết thì cô cũng không thể nào gọi Trịnh Sở đến. Dù sao, Hứa Thanh Vân cũng cảm nhận được thực lực của Vương Thành Nhân rất cường đại. Kể cả mạnh như Kỳ Phong đạo nhân, khi đối diện với Vương Thành Nhân cũng bị ông ta chèn ép. Kỳ Phong đạo nhân tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Vân: sư mẫu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Ông ta nói xong câu này, định đứng lên rời đi. Vừa mở cửa đã bị một đám võ giả áo đen chặn lại, ý bảo ông ta không được đi lại tự do. Kỳ Phong đạo nhân không coi đám người này ra gì, nhưng nghĩ đến Vương Thành Nhân, chỉ đành đóng cửa lại. Tại biệt thự nhà họ Tạ ở thành phố Giang Nam, Tạ Bá Ngọc được biết Vương Thành Nhân xuất hiện, còn bắt Hứa Thanh Vân để ép Trịnh Sở xuất hiện. Ông ta lo lắng, ra lệnh cho võ giả nhà họ Trịnh đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Trịnh Sở. Bởi vì không gọi được đến số điện thoại của Trịnh Sở, nếu không cũng sẽ không ngược phái người đi tìm kiếm. Tâm trạng Tạ Bá Ngọc rất nặng nề, một kẻ mạnh như Vương Thành Nhân đúng là quá mức đáng sợ. Hai người Trần Hổ và Cổ Thế Tuyệt chỉ là đồ đệ của ông ta thôi, nhưng uy danh của hai người này đã khá lớn. Nghe nói Cổ Thế Tuyệt chỉ có 1/5 thực lực của Vương Thành Nhân. Chỉ 1/5 thực lực thôi đã có thể là kẻ mạnh nhất cả một vùng. Vậy thì thực lực thực sự của Vương Thành Nhân phải mạnh đến mức nào chứ? Tạ Bá Ngọc cảm thấy lần này Trịnh Sở gặp phải kẻ địch mạnh rồi. Lúc này hai người Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn nối đuôi nhau từ bên ngoài biệt thự đi vào. Hai người bọn họ cũng làm theo lời dặn của Tạ Bá Ngọc, phái người đi tìm kiếm tung tích Trịnh Sở khắp nơi. Kết quả tìm kiếm đã lâu mà vẫn không biết Trịnh Sở đang ở đâu. Tạ Mẫn Phong cau mày nghi hoặc: "Ông nội, liệu có phải anh Trịnh biết Vương đại sư đến, không quan tâm đến cả an nguy của vợ, bỏ chạy rồi không?" Tạ Tiểu Mẫn nghe lời nói của Tạ Mẫn Phong, cau chặt lông mày: "Mẫn Phong, anh nói vậy là có ý gì? Làm sao anh Trịnh có thể làm ra việc như vậy chứ?" Cô ta cảm thấy Trịnh Sở không thể nào làm ra chuyện như không quan tâm đến an nguy của vợ mà bỏ chạy một mình. Tạ Mẫn Phong nghe thấy lời của Tạ Tiểu Mẫn, cười ha hả: "Em tưởng em là con sâu trong bụng anh Trịnh rồi chắc. Anh ta nghĩ gì em cũng biết hay sao?" Tuy anh ta không biết Trịnh Sở có thực lực cường mạnh, nhưng khi đối diện với kẻ mạnh hơn chắc chắn sẽ bỏ chạy. Đây là bản năng của con người, càng là nhân vật nắm quyền thế thì càng như vậy. Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời hai người Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn nói chuyện với nhau, nghiêm giọng quát lớn: "Đủ rồi, hai cháu cứ tranh cãi chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?" Ông ta nói xong dừng lại rồi nói: "Thành phố Giang Nam còn chỗ nào chưa tìm kiếm?" Trong lòng Tạ Bá Ngọc kiên định cho rằng Trịnh Sở không thể nào rời khỏi thành phố Giang Nam, bây giờ chắc chắn vẫn ở trong thành phố. Tạ Tiểu Mẫn nghe thấy lời của Tạ Bá Ngọc, nhỏ giọng lên tiếng: "Núi Cổ Lâm sương mù dày đặc, đi vào sẽ mất phương hướng, không ai dám vào đó tìm kiếm." Trước đó khi đi tìm kiếm, Tạ Tiểu Mẫn định đến núi Cổ Lâm để tìm, nhưng đám người dưới quyền vừa đi vào đã không tìm được phương hướng. Cuối cùng tốn rất nhiều sức lực mới đi ra khỏi được núi Cổ Lâm. Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời của Tạ Tiểu Mẫn, trực tiếp đứng lên từ sofa, không nhiều lời rời khỏi biệt thự. Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Mẫn Phong nhìn bóng dáng Tạ Bá Ngọc rời đi, hét lên từ phía sau: "Ông nội, ông muốn đi đâu?" Tạ Bá Ngọc nghe thấy tiếng hai người, cất giọng nghiêm túc: "Các cháu ở im trong nhà đi, không được đi đâu hết." Vừa dứt lời, ông ta lái chiếc Land Rover màu đen đi về phía núi Cổ Lâm. Tạ Bá Ngọc lái thẳng một mạch, phải dốc hết sức mới đến được biệt thự trên núi Cổ Lâm trước khi trời tối. Đến trước biệt thự, ông ta thấy trong biệt thự vẫn sáng đèn, còn có một bóng người đang đứng ở trong đó. Trong lòng Tạ Bá Ngọc kích động cho rằng Trịnh Sở đang ở trong đó, người khác vốn không có chìa khóa của biệt thự. Ông ta vui mừng phấn khởi đến trước biệt thự, mở cửa đi vào bên trong. Lúc Tạ Bá Ngọc mở cửa đang định gọi một tiếng cậu Trịnh thì có chuyện lớn xảy ra. Ông còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy một cô gái gợi cảm yêu mị đứng bên ngoài phòng, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy lực sát thương.
Đây là lần đầu tiên Tạ Bán Ngọc gặp Trần Anh. Ánh mắt nghi hoặc. Cô là ai? Tại sao lại ở trong biệt thự của cậu Trịnh? Ánh mắt đờ đẫn của Trần Anh nhìn Tạ Bán Ngọc mấy cái, không nói gì, lập tức phát động tấn công dũng mãnh về phía Tạ Bán Ngọc. Tạ Bán Ngọc thấy Trần Anh không nói gì mà đã tấn công hùng hổ, vẻ mặt nghiêm túc, thầm than không ổn. Lần này cậu Trịnh có thể đã gặp nguy hiểm khắp nơi thật rồi. Trong căn biệt thự mà mình tặng cho Trịnh Sở còn có một võ đạo tông sư cảnh giới hóa huyền, thực lực cường mạnh như thế này đang đợi Trịnh Sở sao? Cũng không biết những nơi khác có bao nhiêu cường giả đang truy tìm tung tích của Trịnh Sở. Hiện giờ Tạ Bán Ngọc không có thời gian để suy nghĩ. Trần Anh cầm một con dao găm vô cùng sắc nhọn trong tay đã triển khai tấn công kịch liệt. Trong võ đạo tông sư cảnh giới hóa huyền, thực lực của Tạ Bán Ngọc cũng chỉ được coi như là bình thường. Bởi vì thường xuyên uống linh đan diệu dược của Trịnh Sở ban cho, thực lực cũng mạnh hơn không ít so với võ đạo tông sư cảnh giới hóa huyền bình thường. Hiện giờ khi đối diện với Trần Anh lại cảm thấy rất vất vả, rơi vào thế yếu, vốn không phải là đối thủ của cô ta. Hai người chiến đấu mấy chục phút, Tạ Bán Ngọc dần phát hiện được Trần Anh trước mặt chiến đấu với mình giống như một người đã chết, không có chút biểu cảm cần có của một con người. Khi ông ta phát hiện ra điều này, trong lòng càng sợ hãi bất an. Nếu người trước mặt thần trí tỉnh táo thì phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Chủ nhân phái Trần Anh đến đây phải có thực lực mạnh đến mức nào? Tạ Bán Ngọc cảm thấy mình sắp chết cũng không có cơ hội biết người nào đã chỉ thị Trần Anh đến đây. Ông ta đã không còn bao nhiêu sức lực đấu cùng Trần Anh, còn Trần Anh càng chiến càng dũng mãnh, không hề biết mệt mỏi. Bên trong phòng biệt thự, Trần Sở đã hấp thu tất cả linh khí nồng đậm trong trận pháp tụ linh vào trong cơ thể. Lại thêm tác dụng tuyệt diệu của hạt châu đen tuyền, linh khí càng trở nên tinh túy hơn. Hấp thụ hết linh khí tinh túy này, Trần Sở lại đột phá đến hậu kỳ cảnh giới trúc cơ. Chỉ còn cách một chút nữa thôi là đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Trần Sở biết, mình trở về từ thế giới tu tiên, tuy thực lực cảnh giới giảm sút, nhưng không có nghĩa là cơ thể mình giống người chưa từng tu luyện. Dù sao thì cơ thể của mình đã từng đạt đến, bây giờ lại đã đến lần nữa, có thể giành thành công dễ như trở bàn tay. Nếu đổi thành người khác, kể cả thiên phú có yêu nghiệt, thực lực có cường mạnh đi nữa cũng không có tác dụng. Trong môi trường như địa cầu, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể thành công. Lúc Trịnh Sở mở mắt, phát hiện bên ngoài phòng có khí tức của Tạ Bá Ngọc đang chiến đấu với Trần Anh. Anh lập tức điều khiển thần thức của Trần Anh ra lệnh cho cô dừng lại. Nếu không, cứ đánh tiếp, Tạ Bá Ngọc sắp bị Trần Anh đánh chết ở đây. Bên ngoài phòng, cơ thể Tạ Bá Ngọc bị nội thương không nhẹ, khóe miệng rỉ máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ông ta đã dùng hết sức lực rồi, cứ tưởng rằng mình sắp chết ở đây, lại thấy con dao găm Trần Anh cách lồng ngực mình chỉ còn 10cm, lại chần chừ không đâm xuống. Sắc mặt Tạ Bán Ngọc trắng bệch, tim đập thình thịch, mặt đầy mồ hôi, bị dọa sợ không hề nhỏ. Lúc ông ta còn đang hoảng hốt thì thấy bên ngoài cửa phòng chỗ Trần Anh đứng có một người đang mở cửa. Trong lòng Tạ Bán Ngọc vô cùng căng thẳng, một Trần Anh đã khó ứng phó, đủ để giết chết ông ta. Lại có một người đi ra từ bên trong phòng, hóa chẳng phải muốn nghiền nát ông ta sao? Trong lòng Tạ Bán Ngọc thấp thỏm nhìn người đó từ trong cửa đi ra. Khi thấy bóng hình người đó, nỗi đau đớn trên người như biến mất. Khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, lớn tiếng gọi, cậu Trịnh, tôi biết ngay cậu ở đây mà. Ông ta đoán trong thành phố Giang Nam không có bóng dáng của Trịnh Sở thì duy nhất chỉ có nơi này là chưa được tìm kiếm, vậy thì chắc chắn Trịnh Sở ở đây. Trịnh Sở nhìn Tạ Bán Ngọc, ánh mắt bình thản, sớm đã biết người đấu với Trần Anh là Tạ Bán Ngọc. Anh nhìn tâm trạng kích động của Tạ Bán Ngọc, anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì chứ? Trịnh Sở nhận ra chắc chắn bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không, Tạ Bán Ngọc tuyệt đối sẽ không đến biệt thự làm phiền mình. Tạ Bán Ngọc nghe câu hỏi của Trịnh Sở, gật đầu nói, hiện giờ vợ của cậu đã bị người ta bắt rồi. Cái gì? Trịnh Sở nghe thấy câu này, sắc mặt vốn bình thản, lập tức bốc lên một ngọn lửa. Anh cau mày, cất giọng nghiêm túc, ai dám bắt cô đó, cô ấy? Hiện giờ, thành phố Giang Nam, thậm chí cả tỉnh Thiên Xuyên, có ai không biết uy danh của Trịnh Sở chứ? Uy danh của Trịnh Sở nổi tiếng như vậy, còn có người dám bắt Hứa Thanh Vân, chẳng phải là tìm cái chết hay sao? Tạ Bán Ngọc nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, cậu Trịnh là Vương Thành Nhân bắt đó. Vương Thành Nhân là ai? Trịnh Sở cảm thấy hình như đã từng nghe tới cái tên này rồi.
ở đâu đó. Nhất thời anh lại không nghĩ ra rốt cuộc là ai. Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở hỏi vậy, trong lòng không còn gì để nói. Vua Thành Nhân nổi tiếng khắp nước Hoa Hạ rộng lớn, còn là nhân vật dạy dỗ ra hai vị danh tiếng lừng lẫy Cổ Thế Tuyệt và Trần Hổ. Kết quả Trịnh Sở lại không biết. Tạ Bá Ngọc cạn lời nhưng khuôn mặt vẫn cung kính. Cậu Trịnh, Cổ Thế Tuyệt và Trần Hổ mà cậu giết trước đây là đồ đệ của Vua Thành Nhân. Ồ, chẳng trách, cảm thấy cái tên này nghe quen tai. Trịnh Sở không có chút nào sợ hãi với Vua Thành Nhân. Dám bắt vợ mình đi, bây giờ phải cho ông ta biết sống còn bằng chết là như thế nào. Tà Bá Ngọc thấy hình như Trịnh Sở không coi Vua Thành Nhân ra gì, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu Trịnh, Vua Thành Nhân đã sống hơn 100 tuổi. 50 tuổi trước đã nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Bây giờ đã qua nhiều năm, thực lực của ông ta thâm sâu không thể lường được. Tà Bá Ngọc đây là đang khéo léo nhắc nhở Trịnh Sở cẩn thận ứng phó Vương Thành Nhân thì tốt hơn. Trịnh Sở không coi Vương Thành Nhân ra gì. Anh nhìn Tạ Bá Ngọc. Hiện giờ Vương Thành Nhân đang ở đâu? Có làm gì Thanh Vân hay không? Điều anh quan tâm nhất vẫn là an nguy của Hứa Thanh Vân. Còn những việc khác thì chẳng là gì. Tạ Bá Ngọc gật đầu. Theo thông tin, bây giờ vợ cậu bị Vương Thành Nhân nhốt trong khách sạn Thiên Quan. Ông ta nói xong, dừng lại rồi nói. Hình như phía Vương Thành Nhân muốn dùng vợ cậu để uy hiếp cậu xuất hiện. Trịnh Sở nghe xong câu này, khóe miệng cong lên nở nụ cười. Đối phương đã muốn tôi xuất hiện thì tôi sẽ hoàn thành nghiêm nguyện vọng của ông ta. Vừa dứt lời, Trịnh Sở đưa Trần Anh cùng đi xuống núi Cổ Lâm. Tạ Bá Ngọc nhìn Trần Anh không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau Trịnh Sở. Ông ta vội vàng đi theo sau Trịnh Sở cùng rời đi. Khi ba người Trịnh Sở, Trần Anh, Tạ Bá Ngọc tới trên núi Cổ Lâm, tại trên núi Cổ Lâm, Nguyên Tu nhận được thông tin Tà Bá Ngọc một mình đến núi Cổ Lâm liền bẩm báo cho Vua Thành Nhân. Nể tình Nguyên Tu hiến cho mình ngọc ba màu, Vua Thành Nhân lại một lần nữa giao nhiệm vụ này cho Nguyên Tu. Nguyên Tu lập tức dẫn theo cao thủ bên cạnh Vua Thành Nhân đến núi Cổ Lâm. Kết quả, khi đến núi Cổ Lâm, Nguyên Tu nhận ra rằng ở đây xương trắng rất cổ quái. Khi bước vào liền cảm thấy mất phương hướng. Ông ta chỉ có thể canh giữ ở đây. Ông ta không tin Tạ Bá Ngọc sẽ không từ trên núi đi xuống. Không lâu sau, có tên võ giả thấy ba bóng dáng mơ hồ đang đi xuống con đường mòn trên núi Cổ Lâm. Hắn ta lập tức báo cho Nguyên Tu. Nghe thấy tin này, Nguyên Tu vô cùng phấn khởi. Ông ta bật lên một tràng cười dữ tợn. Lần này, tôi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại sư Vương giao cho tôi rồi. Ông ta luôn nghĩ về việc làm thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Vua Thành Nhân, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Hai mắt Nguyên Tu rực lửa, ông ta cẩn thận nhìn vào ba bóng người đang mơ hồ đi xuống núi Cổ Lâm. Ông ta kêu mấy chục võ giả phía sau chuẩn bị cho tốt. Một khi ông ta phất tay lên là phải lập tức ra tay hạ gục Trịnh Sở một cách quyết đoán. Dù sao thì Nguyên Tu cũng đã thấy được thực lực của Trịnh Sở, cho nên bọn họ không thể coi thường đối phương. Trong chốc lát, Nguyên Tu đã có thể thấy rõ bộ dạng mơ hồ của ba bóng người đó. Trên mặt ông ta mang thêm một nụ cười hưng phấn, ông ta hét lớn về phía trước. Cậu Trịnh, đợi cậu lâu lắm rồi đó. Nguyên Tu thấy Trịnh Sở đi ra khỏi núi Cổ Lâm, trong lòng ông ta liền kết luận rằng Trịnh Sở sợ bị Vương Thành Nhân đánh chết, đến nỗi bỏ cả vợ, chạy lên đây lánh nạn. Tà Bá Ngọc nhìn thấy Nguyên Tu, ông ta nhận ra thân phận của Nguyên Tu. Đại lão quyền quý của thành phố Định Phúc. Ông ta nhíu mày, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Nguyên Tu, tới đây là anh có ý gì? Nghe thấy lời của Tạ Bá Ngọc, Nguyên Tu cười ha hả. Không có ý gì, tôi chỉ muốn kêu cậu Trịnh đến gặp đại sư Vương với tôi mà thôi. Nghe được lời này của Nguyên Tu, Tạ Bá Ngọc mỉm cười. Nguyên Tu sợ rằng anh không biết chữ chết viết như thế nào đâu, cư nhiên dám gây phiền phức cho cậu Trịnh. Nguyên Tu liếc nhìn Tạ Bá Ngọc, trong lòng nghi ngờ sao ông ta lại đột nhiên bị thương nặng. Ông ta bật cười. Tạ Bá Ngọc xem quần áo trên người ông toàn là máu kìa. Bây giờ ngay bản thân cũng sắp không xong rồi mà còn quan tâm đến chuyện sống chết của người khác sao? Nói xong lời này, Nguyên Tu dừng lại một chút rồi nói. Nhan sắc của cháu gái ông không tệ, không biết cảm giác khi làm thì sẽ như thế nào. Nghe Nguyên Tu nói xong câu này, Tạ Bá Ngọc chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Tiếp theo, một ngụm máu tươi phun ra. Ông ta bị câu nói này kích thích không hề nhẹ. Mặt ông ta trắng bệch. Ông ta vươn tay phải ra,
run rẩy chỉ về phía Nguyên Tu. Nếu mày dám làm sằng bậy với cháu gái tao, mày chỉ có con đường chết. Nguyên Tu như thể nghe thấy một câu chuyện cười rất lớn. Ông ta nhìn Tạ Bá Ngọc. Bây giờ tôi có Đại sư Vương là chỗ dựa, tôi còn sợ ông chắc. Nguyên Tu cho rằng có Vương Thành Nhân chống lưng giúp, cả tỉnh Thiên Xuyên này không một ai dám làm gì ông ta. Ông ta vung tay phải lên, lạnh giọng nói: lên cho tôi, đánh cho ba người này bọn họ một trận, rồi dẫn về gặp Đại sư Vương. Mấy chục tên võ giả sau lưng Nguyên Tu đều là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền tiểu thành. Những người này đều được Vương Thành Nhân chỉ bảo dạy dỗ. Mặc dù tiếng tăm không bằng Cổ Thế Tuyệt và Trần Hổ, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ. Nghe nói sau khi Vương Thành Nhân xuống núi, bọn họ ào ào tới thành phố Giang Nam nghe theo phân phó của Vương Thành Nhân. Nhận được lệnh của Nguyên Tu, mấy chục tên võ đạo tông sư hướng về Trịnh Sở, Trần Anh và Tạ Bá Ngọc với vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc lạnh lẽo. Mấy chục tên tông sư võ đạo này đều có uy danh ở ngoại giới, mặc dù không thể so bì với Cổ Thế Tuyệt, nhưng mấy tên tông sư võ đạo ở cảnh giới hóa huyền bình thường cũng không thể nào sánh được với bọn họ. Bây giờ mấy chục người cùng tiến lên tóm bắt Trịnh Sở. Nguyên Tu không tin Trịnh Sở còn có thể vượt qua được biến cố lần này. Tạ Bá Ngọc nhìn vào mấy chục người phía trước, sắc mặt ông ta rất khó coi. Ông ta nói với Trịnh Sở: cậu Trịnh, mấy chục người này không dễ đối phó đâu. Vẻ mặt Trịnh Sở rất bình thản, anh mỉm cười: đối phó với đám tôm tép tạp nham này, khỏi cần tôi ra tay. Nghe được câu này của Trịnh Sở, mấy chục tên tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền tức giận bừng bừng. Mặc dù danh tiếng bọn họ không vang dội như Cổ Thế Tuyệt, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có lòng tự tôn cao ngạo. Bây giờ bị Trịnh Sở nói là bọn tôm tép tạp nham, khỏi phải nói bọn họ tức giận như thế nào. Thằng kia, ta thấy mày chán sống rồi đó, đánh cho nó sống dở chết dở trước, rồi dẫn về cho Vương Đại Sư. Đại sư Vương nói là muốn dẫn Trịnh Sở về gặp, chứ ông ấy không muốn nói là muốn đưa Trịnh Sở thế nào đến gặp ông ấy. Đám người bàn bạc một lúc, tất cả dùng hết thủ đoạn mạnh nhất của mình lao về phía Trịnh Sở. Bọn họ biết Trịnh Sở rất mạnh, có thể đánh chết cả Cổ Thế Tuyệt. Do vậy, bọn họ không dám chủ quan. Vẻ mặt Trịnh Sở bình thản như thường, anh hoàn toàn không coi đám tông sư võ đạo trước mắt ra gì. Thế vậy, ánh mắt Tạ Bá Ngọc càng thêm lo lắng. Bây giờ không phải là ngày trước, mặc dù thực lực của mấy chục tên tông sư võ đạo này không bằng Cổ Thế Tuyệt, nhưng khi bọn họ kết hợp lại thì rất mạnh. Có khi mạnh như Cổ Thế Tuyệt cũng sẽ dễ dàng bại trận. Trịnh Sở tự tin như vậy khiến Tạ Bá Ngọc đang lo lắng, đồng thời cũng có một chút mong đợi. Ông ta đương nhiên hy vọng Trịnh Sở có thể dễ dàng đánh bại mấy chục người trước mắt. Chỉ là ý tưởng này quá phi thực tế, căn bản là không thể. Mấy chục tên tông sư võ đạo sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình lao về phía Trịnh Sở. Thấy thần sắc Trịnh Sở bình thản như thường, trong lòng bọn hắn càng giận dữ hơn. Bọn hắn cảm thấy Trịnh Sở quá mức kiêu ngạo. Đồng thời bọn hắn cũng cho rằng lát nữa sẽ đánh cho khiến Trịnh Sở sống dở chết dở, nhục nhã Trịnh Sở để cho anh biết tại sao lại ba hoa. Tại sao hoa lại có màu đỏ như vậy? Trịnh Sở nhìn về thế tấn công trước mắt, khi bọn chúng sắp bổ nhào về anh mỉm cười ra lệnh cho Trần Anh ở một bên với đôi mắt gớ ngẩn ra đang đồng thủ. Khi Trần Anh nhận được thần thức của Trịnh Sở thì lập tức lấy ra hai con dao găm vô cùng sắc bén, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía 10 tông sư võ đạo kia. Ả đàn bà chết tiệt, cô mà cũng đòi ngăn cản chúng tôi sao? Trịnh Sở ngông cuồng, cả đứa con gái ngu ngốc bên cạnh cậu ta cũng cuồng vọng không kém. Bọn họ vừa mới dứt lời thì dao găm trong tay Trần Anh đã quét tới. Phật! Động tác của Trần Anh rất nhanh, cắt đứt mạch động mạch đùi của một tông sư võ đạo trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục ra tay với một tông sư võ đạo khác. Cô ta là cái quái gì chứ? Ma quỷ sao? Tại sao lại có thể mạnh như thế được? Một con đàn bà mà thôi, tại sao lại có thể mạnh như thế được chứ? Hơn 10 tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền hoàn toàn không ngờ cô gái bên cạnh Trịnh Sở lại có sức mạnh khủng khiếp như thế. Mạnh đến mức vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Chỉ một đòn đã có thể đánh họ đến mức ngã người ngã ngựa. Cả một cơ hội đánh trả cũng không có. Cơ thể bọn họ liên tục trở thành mục tiêu của dao găm. Có người bị cứa ngang động mạch đùi, có ngàn người bị cắt đứt động mạch tay. Cơ thể máu me đầm đìa, đau đớn. Cơ thể bọn họ vốn cứng rắn như sắt như thép, rất khó bị một vũ khí bình thường thương tổn. Này
dưới dao găm của Trần Anh, nó lại như một miếng đậu hũ, khiến bọn họ sợ hãi không kể sao cho hết. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền đều đầm đìa máu tươi, kêu lên ngã xuống đất, mặt mũi méo mó. Giãy giụa một lát thì bị Trần Anh đâm thẳng vào tim chết tươi. Tà Bá Ngọc nhìn những gì diễn ra trước mắt, trong lòng sợ hãi. Trước đó, ông ta đến biệt thự tìm Trịnh Sở đã từng giao chiến với Trần Anh. Khi đó Tà Bá Ngọc chỉ cảm thấy có lẽ Trần Anh trên cơ ông ta, chứ không phải là sức mạnh nghiền nát tuyệt đối như thế này. Này thấy cảnh tượng trước mắt, Tà Bá Ngọc cảm thấy không nghĩ là bản thân mình mạnh hơn người ta bao nhiêu. Chỉ có thể nói là Trần Anh không hề dùng đến chiêu thức mạnh mẽ để đối với ông ta. Nếu từ đầu Trần Anh đã dùng mọi thủ đoạn đó để đối phó với ông ta, thì có lẽ Tà Bá Ngọc đã bị Trần Anh giết chết chỉ trong giây lát. Lúc này Tà Bá Ngọc mới thật sự hiểu được tại sao trước đó Trần Sở lại bình thản như thế. Bởi vì có cao thủ như Trần Anh ở đây thì cần gì phải lo lắng quá nhiều. Nếu người tham gia hội thưởng long biết suy nghĩ trong lòng Tà Bá Ngọc thì chắc sẽ cười ông ta có mắt không tròng, không biết Trần Sở mạnh đến mức nào. Nguyên Tu nhìn thấy máu tươi đầy đất trước mặt mình cùng với tiếng các tông sư võ đạo kêu rên liên tục, tim ông ta đập nhanh thình thịch, hai chân run rẩy, mặt xám mắt như tro tàn, rất muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Tuy trong lòng Nguyên Tu nghĩ như thế, nhưng ông ta lại biết rõ Trịnh Sở không thể thả cho mình đi. Nếu ông ta chưa được Trịnh Sở cho phép mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ trực tiếp chết ở đây. Nguyên Tu nhìn thấy Trịnh Sở vẫn cực kỳ bình thản, như thế đó chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng với anh. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, mặt như màu đất nhìn Trịnh Sở. Cậu Trịnh, tôi nhận định từ Đại sư Vương mời cậu đến đó cũng không muốn trở thành kẻ địch với cậu. Trịnh Sở nghe Nguyên Tu nói thế thì hờ hững hỏi, bây giờ cô ấy sao rồi? Nguyên Tu nghe thấy giọng lạnh lùng của Trịnh Sở thì mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, như thể nó không thể dừng lại được. Hai chân ông ta cứ run lẩy bẩy, những lời thốt ra cũng trở nên lắp bắp. Bây giờ cô ấy đang rất ổn, đang ở cùng đồ đệ của cậu. Ông ta rất muốn giữ cho mình sự bình tĩnh, thế nhưng khí thế tỏa ra từ người Trịnh Sở lại khiến ông ta có cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do, như thể ông ta phải đối mặt với một cái vực sâu không đáy vậy. Trịnh Sở nghe Nguyên Tu nói thế thì khó hiểu, đồ đệ nào? Anh không nhớ là mình có nhận đồ đệ, sau này lại đột nhiên nhảy ra một đồ đệ như thế này. Nguyên Tu dè dặt nói, Kỳ Phong đạo nhân, người đó tự nhận là đồ đệ của cậu,